ok nha các bạn. Bông lau bích vàng. Giống chim rồi nha các bạn, chim rồi màu xanh các bạn, nó giống siêu bé bỏng luôn. Ok nha các bạn. Thôi chào tất cả anh em đam mê bẫy chim nha, cũng như tất cả các anh em đến với kênh Thanh Luận Vlog nha. Anh em nhớ ủng hộ subscribe giúp mình nha, cho mình một like một chia sẻ nha. Đây thành quả của mình là hai em nè, một con bông lau, còn cái em nhỏ này không biết là chim gì. Đó, ok, hôm nay một tay nha, tất tay. Chúc tất cả anh em nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe, tránh được con dịch corona, rồi một mùa xuân an vui, an lành bên gia đình nha. Rồi tạm biệt các bạn nha.